không phải bẻ đôi thanh lò xo 100kg, cũng không phải bẻ hai thanh lò xo 100kg cùng một lúc, và tất nhiên cũng không phải màn bẻ thanh lò xo 150kg hay vừa nằm ngủ vừa bẻ thanh lò xo 100kg không tì, mà skill bẻ lò xo khó nhất thế giới hiện tại chính là bẻ thanh lò xo 110kg không tì. Cả Việt Nam hiện tại chỉ có mình Nguyên Phúc mới có thể làm được.